Xin chào các bạn. Hôm nay thì đi ngang qua chỗ đường Hà Hí Giáp, phường Thành Lộc, quận 12, thì chạy ngang qua thấy anh đang quay heo, nhìn khá là hấp dẫn. Cái này thì quay bao lâu nó mới chín anh? Khoảng tầm gần 2 tiếng anh ạ. Cái này quay tầm khoảng 2 tiếng mới chín. Cái này là mình quay luôn một con ha? Quay 3 chỉ quấn. Dạ. Cái lớp ngoài là da. Dạ. Này mình quay xong rồi mình sẽ bán như thế nào anh? Em bày ra bán, ai mua bao nhiêu thì mua, bởi vì là cái này nó bán lẻ mà. Dạ. Cái này nó bán lẻ hơn thế. Cái này 1 ký nhiêu anh? 1 ký 3 chỉ thì 200, giò 180 anh ạ. Dạ. Dạ. Giò 180, 3 chỉ thì 200. Một ngày thì anh quay một lần thôi chứ. Em thì tùy, ví dụ như là ngày cúng ấy, ngày 12, 16 thì em quay mẻ buổi sáng, mẻ buổi chiều. Dạ. Còn ví dụ như là ngày thường ngày thì em quay một mẻ thôi, mẻ buổi chiều thôi. Ở đây nạp về người ta mới ăn. Còn ngày cúng thì người ta ăn cả buổi sáng. Các bạn nhìn thấy khá là hấp dẫn. Cái này là gia vị chính, nó là lá mắc mật anh. Dạ, vâng, gia vị chính là. Ở bên trong thì mình có bỏ gia vị gì không? Có chứ, mười mấy thứ ạ. Dạ, mười mấy thứ. Vâng ạ. Cái này em cho nó nhiều thứ gia vị lắm, mà mỗi thứ nó một cái lượng nó đủ cho nên là nó quện vào nhau, nó không cái gì sặc, không cái gì nó bị quá, cho nên là nó cũng không xuất một cái vị nào hết. Các bạn thấy không, đứng bên ngoài thôi là thì cái lò, cái hơi lò rất là nóng. Hôm nay thì Sài Gòn cũng khá là nóng luôn, nhưng mà đứng ngay cái lò đây các bạn tưởng chừng như là đang ngồi trên cái đống lửa vậy đó, nhưng mà anh làm quen rồi. Nhìn bề ngoài là dường như là nó đã chín anh, nó sắp chín chưa anh? Đây chưa, em mới lấy ra thôi. Dạ. Còn là on chín nó còn khoảng thời gian nữa. Giờ on chín lấy được ra cái thì bây giờ on nó khoảng tầm bao lâu nữa anh? Hơn tiếng nữa. Hơn một tiếng nữa mới chín. Dạ. Các bạn thấy dường như là mình nhìn bề ngoài thôi là đã tưởng là sẽ chín rồi đó, nhưng mà khoảng một tiếng nữa nó mới chín. Để mình đi vòng các bạn xem. Chỗ Hawaii nướng lá mắc mật thì nằm trên cái địa chỉ là 840 Hà Hí Giáp, phường Thành Lộc, quận 12. Hằng ngày thì anh quay từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Thường thì em quay từ tầm cứ 1 giờ lên nào. Dạ. Đến tầm 2 giờ, hơn 2 giờ, 2 rưỡi. 2 rưỡi. 2 rưỡi, 3 giờ là có hả? À. Dạ. Cái này mình bán tại chỗ là mình có là mình có ship không? Ship thì gần, em ship ở xa thì em chịu. Dạ. Dạ. Cái này nhậu thì rất là bén. Dạ. Cái này nhậu người đó. Nó khẩu vị cái lợn heo cho nên là nó dễ nhậu lắm. Dạ. Hồi xưa
ở dân trong này là dân Nam người ta ít ăn làm ăn mật. Làm ăn mật, nhưng mà bây giờ em thấy nhiều ông mua mà không có lá là cũng không thích rồi. Dạ. Làm ăn mật là như là được biết là đặc sản ở Hà Nội đúng không anh? Khu ngoài Bắc. Khu ngoài Bắc. Vâng. Dạ. Nhưng mà thế là bây giờ ở trong này người ta ăn dòng rồi nhưng mà ít lắm. Yeah. Mà dòng lá nó không được thơm, bởi có đất phèn nó không thơm. Yeah. Em vẫn phải nhập lá ngoài Bắc vào. À. Em thấy người ta quay dịch hay là rồi, người ta cũng bỏ lá mắc mật. Cũng bỏ lá mắc mật. Rồi vào cho nó vàng anh. Không. Thơm. Mắc mật, lá mắc mật là chỉ thơm thôi. Thơm thôi. Thơm. Thơm. Còn vàng lấy màu mật ong. Dạ. Yeah. Cái đó là mình nhúng dầu lên anh. Đó. Cái đó là mình đang quét dầu lên anh. Vâng, quét dầu cho nó bị xém ấy. À. Than mạnh quá nó xém. Phải xay liên tục các bạn. Để em tại chỗ là sẽ bị cháy. Ở dưới này thì lửa to nên anh phải lấy cái xà beng để anh đẩy lửa đi chỗ khác. Để có được cái thành phẩm mà heo quay như thế này thì rất là công phu luôn các bạn. Phải tốn rất là nhiều thời gian, tốn rất là nhiều công sức, gia vị rồi này nọ. Anh nói chia sẻ thì có 10 loại gia vị bỏ trong cái bên trong cái thịt á, tức là heo người ta lọc ra thì có cái lớp da khá là to và người ta cuộn lại, bỏ thành phẩm vào đó, sau rồi bắt đầu là người ta làm. Tên gì anh? Em tên Hậu. Tên Hậu. Dạ. Khi nào có dịp xuống ghé lại anh Hậu. Dạ. Cái này thường có khi nào người ta làm, người ta đặt trước cho anh để anh quay. À. Ví dụ như người ta có cái gì mà người ta phải đặt trước em cũng. Dạ. Vì nhiều khi là bán này là nó không ấy. Mình không trả được cái chỗ cái là cái miếng mà người ta ấy, người ta phải đặt trước để người ta có cái miếng vừa ý. Cái này mình quay một con này lấy giá khoảng nhiêu anh? Một con ạ? Dạ. Một con thì thường thường là nó tùy vào to bé. Dạ. Ví dụ nó nhỏ thì giá nó cao hơn, mà to thì giá nó thấp hơn. À, nhưng mà sao nó giá lại ngược như vậy anh? Bởi vì nhỏ thì nó rất hao, mà nhỏ thì mua giá nó lại cao nữa. À. Càng con to thì giá của nó thấp hơn. Thấp hơn. Mua nhỏ cái loại heo mà heo chưa bé quá thì nó giá nó cao lắm. Yeah. Cho nên là mình phải lấy giá cao, mà cái dòng heo lon thì nó hao lắm, quay lên nó hao. Yeah. Vâng. Thì ra là vậy. Cái loại dưới 5 cân phải cái tầm 300 một ký thì mới quay được. Dạ. Yeah. 7 cân 5 cân nó phải rơi vào tầm 2 triệu một con thì quay nó mới có công. Dạ. Yeah.
Chứ còn to hơn là tầm 2-30 cân trở lên thì nó chỉ tầm 200 một ký thôi. Tại vì thang ở đây khá là lớn á, nên anh Hậu anh phải đẩy thang đi chỗ khác. Tại vì để đó nó sẽ bị cháy. Để lên cho mở nó chạy xuống anh. Tại vì rất là nóng nên mình không có để camera vô gần được các bạn. Camera hiện tại cũng rất là nóng rồi. Phải đảo liên tục và quét dầu liên tục. Rất là công phu các bạn. Lần đầu tiên mà mình chạy ngang qua thì mình thấy thôi. Mình đi đường Hà Hải Giáp. Các bạn chạy từ hướng Gò Vấp sang đường Hà Hải Giáp thì các bạn sẽ thấy nằm trên địa chỉ là 840 Hà Hải Giáp, phường Thành Lộc, quận 12 các bạn. Em cảm ơn Hậu nha. Dạ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Có dịp thì ghé ủng hộ anh Hậu. Heo này về cúng cũng được nè. Về làm tiệc tùng hay là nhậu gì đó thì quá ok luôn. Các bạn mình quay cận vào thì nhìn thấy rất là ngon. Và hiện tại mình đứng đây mình thấy cũng rất là khá là hấp dẫn. Tuy nhiên đang đi công việc. Anh Hậu cũng có nhận heo là quay để lấy công luôn, đúng không anh Hậu? Vâng ạ. Ai mà có dịp quay heo, nhờ người quay heo thì đến anh Hậu. Cái địa chỉ hồi nãy thì mình đọc rồi. Sắp Tết rồi, ai gần chỗ Hải Giáp quận 12 đó, trên địa chỉ là 840 Hải Giáp, đến gặp anh Hậu. Rất là công phu luôn các bạn. Muốn ăn cái món này là mất thời gian. Và người làm cũng rất là mệt mới có được cái thành phẩm đặc biệt như thế này. Rồi, cảm ơn anh Hậu. Dạ. Cảm ơn anh ạ. Hôm nay là cũng như hôm cái thịt nó lạnh quá, nó không cân. Dạ. 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 Rồi, cảm ơn anh Hậu nha. Rồi, yeah. Rồi.